Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Trần Đức Trung, anh em Tuấn Sama, anh em Bùi Dũng, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em Hùng Mạnh, anh em Trung Trinh, anh em Hưng Nguyễn và cuối cùng là anh em An Dương. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Và tôi cũng xin nhắn gửi tới anh em Bùi Dũng, anh em Hùng Mạnh, anh em Trung Trinh và anh em An Dương. Trong các anh em mà tôi nhắc tên, có anh em nào mà tôi chưa làm clip tri ân các anh em 15 đăng ký hội viên chưa? Nếu như các anh em chưa có cái video clip tri ân đó thì anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hôm nay trong cái clip ngày hôm nay thì cũng sẽ làm một clip đặc biệt, clip chúc mừng sinh nhật anh em Vũ Trọng Tín. Anh em Vũ Trọng Tín là một trong những anh em phải nói là công thần khai quốc đối với cả kênh Game Today. Đấy. À, từ rất lâu rồi, anh em xem kênh tôi chắc là cũng phải 4-5 năm rồi. Từ những cái ngày đầu tiên tôi làm streamer, sau đó là YouTube. Đấy, thì anh em đã cái chặng đường ở trên kênh là anh em đồng hành cùng với cả kênh Game Today. Cái thứ nhất thì tôi xin được chúc mừng sinh nhật anh em Tín Vũ. Mặc dù là hôm nay nó cũng là một cái ngày không phải là ngày sinh nhật của anh em. Đấy, mà sinh nhật của anh em là ngày 21 tháng 12, tức là đã qua rồi và tôi không biết, đến hôm nay tôi mới biết. Đó, thì hôm nay tôi xin được chúc mừng sinh nhật muộn anh em Tín Vũ. Chúc anh em là sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều cái thành công trong công việc, cũng như là gia đình hạnh phúc êm ấm. Và cũng xin có một cái lời chúc thứ hai dành cho anh em Tín Vũ. Anh em Vũ Trọng Tín phải nói là cũng là một cái người đồng nghiệp của tôi, khi mà anh em Vũ Trọng Tín cũng là một YouTuber. Thế nên là tôi cũng xin chúc kênh Tín Tổ sẽ có những cái bước nhảy vọt, gia tăng cái số lượng sub cũng như là lượng lượt view trong năm 2024 anh em nhé. Chúc anh em thành công trong cái sự nghiệp làm YouTube. Và tiện đây tôi cũng xin có một chút quảng cáo đến với các anh em ở trên kênh của tôi, về kênh của anh em Tín Tổ. Kênh của anh em Tín Tổ làm về cái tựa game, một cái tựa game MOBA sắp phát hành vào năm 2024, có tên là Jam Assemble. Một trong những cái tựa game mà lấy các cái nhân vật khá nổi tiếng trong những cái bộ manga, bộ anime của Nhật như là Sonoku, Naruto. Nếu mà anh em đang muốn tìm cho mình một cái tựa game MOBA để có thể là chơi ngon nghẻ trong cái giai đoạn này, với những cái nhân vật mà anh em yêu thích, có những cái màn múa đẹp đòi hỏi kỹ năng cao, cù nhảy trong combat, rồi có những cái pha highlight, thì anh em có thể đến với cái tựa game Jam Assemble như anh em nhé. Đấy, chơi như nào thì anh em có thể qua kênh của anh em Tín Tổ anh em xem. Tôi sẽ để link ở dưới phần comment. Ok. Trong cái trận đấu ngày hôm nay tôi có chủ ý là sẽ chơi Clive anh em nhá, kỵ sĩ. Bởi vì làm sao, nó cũng có một chút ý nghĩa liên quan đến cái ngày sinh nhật của anh em Tín Tổ. Đó là anh em sinh vào cái cung nhân mã. Hôm nay tôi sẽ chơi cái bộ ngựa nha anh em nhá. Nó cũng hợp lý. Về căn bản là đầu game cho tôi một con Live Bloodline 2 sao. Chính vì thế là chúng ta tận dụng cái bộ ngựa ấy luôn. Còn cái việc mà anh em Tín Vũ, anh em sinh ở cung nhân mã và tôi sẽ chơi cái bộ ngựa ấy, đó thực ra tôi mới nghĩ ra. Dã man. Tôi mới nghĩ ra và thấy tôi có cũng hợp lý cho cái việc giải thích là tại sao chơi ngựa, đúng không anh em? Ok. Tôi thấy nó cũng rất là hợp lý đấy. Ngựa bây giờ nó cũng ok nha anh em nhá. Chơi bộ ngựa trong cái meta này thì nói chung ấy là, nếu mà có một người nào đấy nói với anh em là bộ ngựa nó yếu thì cái thằng đấy chắc chắn là nó đang lừa anh em. Anh em ạ. Đấy, anh em ví dụ như là đó là một cái người bạn của anh em và người bạn của anh em nói với anh em là không nên chơi bộ ngựa thì tôi nghĩ là anh em không nên chơi với nó nữa. Dã man. Rồi, cái bộ ngựa này thì thực ra nó cũng không mạnh quá đáng như là những cái bộ trước ở trong cái meta, ví dụ như là Warlock kết hợp với cả Ác Mộng này, hay là trước đấy thì chúng ta có là gì, Fallen Witcher kẹp với cả Witcher, kết hợp với cả Glacier, kết hợp với cả Beast.
đó là những cái line up mà nó mạnh một cách quá đáng. Thì ở trong cái meta này, con ngựa ấy, cái bộ ngựa ấy, nó là một cái bộ cân bằng, nó vừa đủ để có thể chơi, không quá mạnh và cũng không quá yếu, không quá mạnh để cho người ta có thể chơi và chơi cái bộ ngựa và sờ farm nó ở trong rank, nhưng mà cũng không quá yếu để cho chúng ta có thể coi như là đóng hòm nó, có thể là chôn vùi nó ở trong những cái ký ức xa xăm về một cái line up mạnh. Thì bây giờ tôi nói thật với anh em là cái bộ ngựa này nó là một trong những cái bộ mà có thể nó sẽ mạnh đối với một vài người và có thể nó sẽ yếu đối với một vài người. Đối với tôi thì cái bộ ngựa là một cái bộ không mạnh cũng không yếu. Nó là một cái bộ mà tôi không thông thạo và là một cái bộ mà tôi có thể chơi được nha anh em nhá. Không thông thạo và vẫn có thể chơi được thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là có thể chơi được đấy anh em. Một cái bộ mà tôi không thông thạo và tôi có thể chơi được ở trong meta mới ở cái mức rank cao thì chứng tỏ là cái bộ đấy chơi được anh em nhá. Đó, không phải bàn cãi nhiều. Rồi. Chúng ta gặp thằng nào đây? Vậy là chúng ta còn gặp cái thằng Blank đang đứng ở top 3 và cái thằng TIF kia là đang đứng ở top 4. Hai thằng này chưa gặp. Ok. Thằng này chơi cái gì đấy? Exit à? Exit và cũng ôm ngựa á? Exit và cũng ôm ngựa. Tại sao không bán đi để lấy 3 tiền nhỉ? Ôi ra một lúc hai con Thunder Split này anh em này. Nhưng mà thôi, chắc là không chơi đâu. Chơi trên ngựa thôi. Ok. Ở đây với cái đội hình như này chúng ta đang có 4 Clive rồi. 4 Clive chưa có Glacier. Và cái quan trọng ấy là chúng ta chưa có Human. Chúng ta chưa có kích được hệ Human anh em ạ. Điều quan trọng nhất đấy. Nếu mà chơi Clive mà không kích được hệ Human thì chúng ta khó có thể lên được 12. 11 cũng chưa chắc đã lên được, chứ đừng có nói là 12. Phải ra ngựa sớm, ra rồng sớm cơ. Trận này chính ra nhá, cho Clive rất sớm nhưng mà lại không ra được Human. Nhưng mà con như kiểu con dơ so là nó không có. Không có ở trong trận này luôn. Ui rồi ui, không có đồ rồi. À đây rồi, Glacier đây rồi. Được, 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 được. Hai Glacier. Trận này cho tôi lên 7, ra ngoài lên 7 thôi. Cái thằng bữa lành kia là một cái thằng cũng khá là căng đấy. Anh em ạ, lên 7 đi. Ok, chúng ta lên 7 này. Ui, nó lên 7, nó lên 7. Đấy, cắt chuỗi của tôi đấy. Căng nhà. Căng, 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 căng. Khô máu à. Khô máu à, khô máu à, khô máu à. À, nó khô máu với tôi. Ok rồi. Khô máu đi, khô máu. Cũng căng, cũng căng, cũng căng, cũng căng. Nhưng mà đối thủ chưa có hai con mèo thì có lẽ là tôi sẽ vẫn chơi được. Nhưng mà nó nhiều hai sao á, nó nhiều hai sao á. Nhưng mà tôi chơi được, được không? Được không? Ui ui ui. Hết hồn, hết hồn, hết hồn. Ok. Giữ được cái chuỗi này tôi sẽ xả tiền thôi anh em ạ. Chúng ta xả tiền, chúng ta giữ cái chuỗi. Ui đều rồi. Tiếp nha anh em nhá. Chưa được, chưa được. Tôi sẽ xả hết tiền này, tôi xem có cái gì không. Lên đi, con lên 2 sao đi nào. Không được à? Chưa đủ 6 cửa lai này anh em này. Ở đây là mới có 5 con. Rồn tiếp. Lột. Ui rồi, lại ra một con Live Bloodline có khả năng là lên được 3 sao không? Chơi Live Bloodline lên 3 sao à? Rao này chắc là bán cái con Medusa đi thôi. Rao này ra là cả con sói nữa này. Ok. Mà cái vấn đề là tôi vẫn cần là phải có 6 Clive ở giai đoạn này. Chắc luôn tiếp anh em ạ. Ui đều rồi, đều rồi, đều rồi. Quá tuyệt vời.
6 Clive. Rồi. Phát lửa không? Theo anh em tôi có lên run phát lửa không? 6 Clive. Bây giờ phải cần đưa một con nữa lên 2 sao mới yên tâm được. Hai con heo Clive mà run mãi không lên được 2 sao nhỉ anh em nhỉ? Cặp heo Clive còn cặp rơi. Cặp rơi, cặp heo Clive. Cặp Flame Wizard. Flame Wizard làm co cũng khỏe đấy nhá. Ở trong bộ này khỏe phết đấy. Đứng đằng sau bắn. Theo anh em tôi có lên roll tiếp không? Trận này khả năng là sẽ không chơi ngựa co rồi anh em ạ. Con ngựa nó ra muộn quá. Tầm này muộn quá rồi. Và nó sẽ không thể sống được ở trong combat. Ui. Ngựa vớ vẩn lên được 2 sao không nhỉ? Thế bỏ Aron vậy. Ây da, hết slot rồi. Đây, heo Clive này. Ngựa này là nếu mà lên 2 sao thì đánh gánh co cũng được ấy. Tầm này lên 2 sao thì cũng ổn. Nhưng mà đừng có hai con mãi nhá. Phải lên được 2 sao đi. Con này mà nó không lên được 2 sao thì nó chết thì nó không có đam anh em ạ. Thực ra là đến bây giờ tôi vẫn đã có đam cho ngựa đâu. Đến ra 15 rồi vẫn chưa có đam đây này. Rao này chắc ngựa lại chết rồi anh em ạ. Trời ơi, con ngựa chết nhanh thì kia. Về căn bản là tôi cũng lấy đồ ấy, tôi không lấy đồ cho ngựa. Không lấy mấy cái đồ tăng cơ nên là cái con ngựa này nó mỏng quá. Vào dễ chết lắm. Con này giáp bé nhất cho bọn Clive mà. Giáp có 5 giáp thôi, ngựa nó giáp mỏng. Bọn Clive còn lại nó toàn 10 giáp, con này có 5 giáp thôi. Rất là mỏng luôn. Một con đánh gần mà giáp thì có 5 giáp. Ok, round này tận dụng 6 human vào đó. Tôi cũng không tham hai con ngựa anh em ạ. Tôi để như này là một con à. Một con được rồi. Để cho con Line Bloodline là con cánh tôi. Rồi, cắn sách luôn. Chả giữ làm gì bởi vì là mình roll nhiều quá ấy. Tôi dùng tất cả cái lượng tiền của tôi để tôi roll mà. Đấy, nên là thôi, chắc là chúng ta dùng sách để cắn up cấp thôi. Chứ còn bây giờ mà lại dùng tiền up cấp nữa thì không có tiền đâu anh em. Hết tiền rồi. Hy vọng là con ngựa nó sẽ không chết ở round này. Có 10 đam đầu tiên. Nói chung là không thấm vào đâu cả. Bây giờ ngựa lên 2 sao thì may ra mới bắt đầu chơi ngựa được. Ok, hai tia này. Chắc là con Line Bloodline lên 2 sao tôi vẫn sẽ lấy đồ cho nó thôi anh em ạ. Ui đây này. Thế thì phải run tiếp à. Thế này phải run tiếp à anh em. Thôi bán cái con mấy con human đi nhá. Thôi. Không. Anh em ạ. Không cần đâu. Thế rồi. Trận này có vẻ không ra human rồi. Nên là tôi thấy ngựa nhiều chúng ta chơi ngựa luôn. Ok. Con Line Bloodline của tôi ấy là nó sắp lên 3 sao rồi đấy. Nó chỉ còn có 4 con nữa thôi anh em ạ. Đấy. Nên là có khi là chúng ta không có up cấp sớm. Ui lại ra già này. Trời ơi, tôi vừa bán đi thì lại ra. Thế chứ lệ, thế phải roll rồi. Ui rồi, ngựa lên được 2 sao. Lừa rồi, trận này đúng là human Clive đấy anh em. Vừa mới bán đi thì ra luôn. Thế thì chắc là tôi sẽ phải roll tiếp. Ok, được rồi, ổn rồi. Đây. Chết rồi, hết tiền rồi, đánh cái level 7 anh em ạ. Sai lầm. Sai lầm chết người của Tuấn Cơm đây rồi. Đánh hết tiền ở level 7 luôn. Làm nào để lên được 9 đây. Rất khó.
Chúng ta phải lên được 9 thì chúng ta mới 6 human 6 Clay được. Con đánh tầm này thì chưa biết là nào. Ui, thằng này trông to đấy. Sống rồi không? 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 Hay. Được được anh em ơi, được 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 được. Nhưng mà tôi cần quyển sách, tôi cần quyển sách, tôi cần quyển sách. Thọt tiền có rồi. Rôn quả thọt tiền có rồi bạn ơi, cho xin quyển sách đúng rồi. Thứ nhất là không được mất chuỗi và thứ hai là phải có sách nhá. Ok. Làm thế nào để lên 9 càng sớm càng tốt. Được không? Lên 8 đã. Lên 8 cho con tăng mana vào cho con già nó tung trưởng sớm một chút. Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ giữ 6 Clay thôi anh em ạ. Chứ tôi không có tham cái việc là tôi bỏ vào 6 human đâu. Cứ lên 9 rồi 6 human sau. Đánh cho nó cẩn thận. Đây này. Căng chưa? Căng chưa? Căng chưa? Căng chưa? Căng chưa? Căng chưa? Thằng này to nhá. Full 2 sao. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. À, Gali của tôi vẫn còn sống. Thế thì tôi vẫn giữ cái chuỗi này bạn ơi. Quá tuyệt vời. Được đấy. Cái thằng đấy nó cũng xả tiền đấy. Cái thằng mà level 7 xả còn có 17 tiền kia thì là có xả tiền đấy nha. Xả tiền cắt chuỗi nhưng mà không cắt được. Nó xả hết tiền để nó form bộ Clay full 2 sao. Kẹp với Glacier mà vẫn không cắt được chuỗi của tôi. Cái con Light Blade Light, cái round vừa rồi khá là gánh đấy nhá. Light Blade Light và cái con Agali ấy. Hai con đấy nó gánh cho tôi. Ok. Bây giờ là chúng ta chưa gặp cái thằng đang có chuỗi cộng 8. Chính ra trận này bọn nó đánh khá là gắt đi nhá. Thằng nào cũng có vẻ như xả khá là nhiều tiền. Có rất nhiều thằng nó đang xả hết tiền rồi để nó cắt hai cái chuỗi. Thực ra cũng đúng thôi, bởi vì bây giờ đang có hai cái chuỗi mà, nên là họ xả tiền, họ xả khá là gắt để cắt chuỗi. Nhưng mà không có thằng nào cắt được. Thế chứng tỏ là cái thằng top 2 nó rất là mạnh đấy. Đúng thật anh em ạ. Ui vãi đái luôn. Vãi đái luôn. Thôi 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 thôi. Được không? 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 Ok 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 ok. Được anh em ạ. Thế này là được rồi. 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 Hay quá. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Lên được level 9 rồi. Hay. À, nhưng mà round này chưa cần phải lên. Round này đã quái. 4 Clay thôi, 4 Clay 6 human. Round sau chúng ta lên 9. Đấy, bắt đầu từ round này mới bắt đầu là có sách đấy. Nếu mà chiến thắng là sẽ có 4 quyển sách. À, round này chỉ có 3 quyển thôi. Round sau. Bắt đầu từ round sau chúng ta mới chiến thắng mới được 4 quyển sách. Liệu rằng trận đấu này chúng ta có lên được 11 không? Mà trận này đánh khá cháy ấy nhá. Vẫn đang có chuỗi và chưa có thua một bất cứ một cái round nào đâu. Cho đến cái thời điểm hiện tại thì vẫn là 100% máu. Rất là ok. Rồi. Chúng ta đã đến với cả cái round quái thứ 20 rồi mà vẫn chưa mất chuỗi. Thế là nó là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng phải xả khá là nhiều tiền ở cái giai đoạn đầu game ấy. Roll rất nhiều luôn. Rồi, lên level 9, 6 Clay, 6 Human. Đây là cái đội hình form chuẩn ở level 9. Đối với cái việc là chơi Human Clay, nó là cái mốc 21 là bắt buộc nó phải có ở trong cái trận đấu là cái đội hình này rồi. Form đội hình chuẩn. Rồi, tôi sẽ lấy cái găng Takira đã này. Có, lấy luôn. Ở đây chúng ta còn ghép thêm được một cái cướp điên nữa. Tôi lấy luôn. Cấp điên và một cái hút máu trừ giáp cho tương lai nếu mà ra được cái que. Đồ này nếu mà Light Blade Light không lên được 3 sao thì tôi cho rồng thôi anh em ạ. Chuyện này thì tôi sẽ không chơi bằng con ngựa đâu. Con ngựa nó không có đồ. Tất nhiên là nếu mà một vài đao nữa mà con ngựa này nó có đủ đam, đam nó to ấy, thì tôi cũng sẽ dồn đồ cho ngựa. Ok. Chuyện này chỉ ít là tôi mong muốn là nó sẽ lên được level 11 anh em nhé.
lên level 11 thì chúng ta sẽ là 6 Glacier, 6 Clyde đánh ở level 11. Còn lên được 12 thì nó sẽ là một cái đội hình tối thượng, nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đó chính là 6 Glacier, à không phải 6 Glacier mà là 6 Warlock. Đấy, kết hợp với 6 Clyde, nhưng mà nó phải lên level 12 cơ. Thì đội hình đó nó là đội hình tối thượng à, cực kỳ mạnh mẽ luôn. Nhưng mà lên được level 12 đó là cả vấn đề. Hiện tại Live Blade Line 2 sao vẫn đang rất cảnh ở đây. Với cái việc là tôi lấy full công, tôi lấy full đồ công tôi cho Live Blade Line quẩy. Bình thường nếu lấy kiểu chơi ngựa ấy, con ngựa chúng ta lấy full đồ thủ thì nó mạnh hơn. Nhưng mà đây là tôi lấy full công luôn. Cái đồ món đồ thủ duy nhất đó chính là cái găng Takira, nó tăng thêm cái lượng máu thôi. Nhưng mà late game thì nó cũng sẽ là cái món đồ công thôi. Hiện tại con ngựa này nó đang có một cái lượng đam nó là 90 rồi, nên là tôi quyết định là tôi dồn đồ cho ngựa. Cái lượng đam con ngựa bây giờ nó khá là to. Đấy, tôi chỉ giữ lại cái 2 tia cho con Live Blade Line thôi. Ok. Cái con ngựa nó cũng sẽ chắc chắn cho cái việc là tôi sẽ có sách ở mỗi round chiến thắng. Đấy, dồn đồ cho ngựa thì ngon hơn. Dồn đồ cho Live Blade Line thì nếu mà Live Blade Line sống ấy, nhưng mà ngựa chết, như con human chết thì chúng ta cũng sẽ không có sách. Đó, bây giờ chắc chắn là chúng ta lên được 11 rồi anh em nhá. Rồi, bây giờ tôi có một cái tính toán là có thể là chúng ta sẽ tích sách lên 12 luôn đấy. Đó, bây giờ chỉ cần sống đến round 25 và chúng ta có cái 3 tia thì yên tâm luôn. Nếu mà có 3 tia thì yên tâm luôn là chúng ta có thể đánh lên được level 12. Với cái lượng đồ này, với cái con Live Blade Line thì chúng ta lên được. Lên được round 25 chúng ta sẽ lên được level 10 và chúng ta kẹp thêm lùn. Và thậm chí là hai Glacier nữa. Đấy, rất là ok. Hai Glacier đánh ở level 11, hai Glacier này kẹp với cả 6 human, kẹp 3 mage, kẹp với 6 Clyde và kẹp với hai lùn. Một trong những cái đội hình khá là mạnh đấy. Ở trong cái giai đoạn sau đó 25 nếu mà có 3 tia. Tôi chơi thì tôi đẩy cấp thôi anh em nhé, tôi không Hyperdrone nữa. Bây giờ lên level 9 rồi, nếu mà Hyperdrone thì chúng ta kiếm cái con Live Blade Line 2, 3 sao ấy thì nó hơi khó. Nên thay vì thế chúng ta kiếm cái con rồng thôi anh em ạ. Ui, round này vẫn vẫn thua này. Ui đúng, thua thật anh em ạ. Thua, thua. Con ngựa tôi chết rồi anh em ạ, thôi chịu. Ngựa chết là thua. Vãi này là level 7 nó cắt chuỗi được tôi ạ. Vì nó có hai con mèo đấy, hai con mèo 2 sao. Thôi rồi, đánh từ tốn á. Đánh từ tốn là lên level 10 ở round 27 anh em nhá. Round 27 sẽ lên 10. Không có gì phải vội cả. Chắc chắn là sẽ lên 11 được rồi. Đấy, lên 11 thì nó cũng khá là tối thượng rồi, nó sẽ là 6 Glacier, 6 Clyde đấy. À, nhưng mà chúng ta có thể lên được 12 thì tội gì chúng ta không thử đúng không? Còn rất nhiều máu, chúng ta có thể vẫn có thể lấy được những cái cuốn sách. Rồi, Sasori này. Sasori này nhưng mà lại chỉ có 4 cái con cướp bài không có gót à? Thế thì không ăn thua. Thế thì không ăn thua, cướp được 4 con nhưng mà Clyde này nó trâu lắm. Ok. Đó, có sách lên 12 đấy chứ. Giả sử như mà round này có món đồ Kira, tôi sẽ không ghép hai Glacier nữa, mà nó sẽ là Kira. À, vẫn là hai Glacier nhưng mà sẽ bỏ lùn. Đấy, nó sẽ là con Velomaster vào anh em nhé. Đồ chắc là vẫn dồn cho ngựa thôi. Trừ khi là chúng ta có cái 3 tia, tôi sẽ dồn cho con Live Blade Line. 16 cuốn sách, 27 lên 10, 27 lên 10, sau đó là cắn sách lên 11, 12 luôn. Những cái số sách này tôi sẽ không dùng để cắn lên level 10 đâu. Tiết kiệm nó, để chắc chắn là chúng ta có thể lên được level 12. Chúng ta hướng đến cái bộ tối thượng ở trong cái bộ Clyde, 6 Warlock kết hợp với 6 Clyde. Bộ đó thực sự là nó rất là tối thượng luôn. Thậm chí có nhiều những cái kèo kiểu 6 lock, 6 Clyde mà nó đấm chết cái bộ gì nhỉ, bộ God Ác Mộng ấy, God 6 lock Ác Mộng ấy. Có nhiều cái kèo thế nếu mà đồ chuẩn. Ui,
rồi ba tia này. Ok, vậy là ra ba tia. Nhưng mà 27 mới lên 10. Thôi tạm một rào đã. Hy vọng là sẽ gặp được cái đối thủ nhẹ ký ở trong cái round này. Gặp một thế thằng nhẹ ký thôi để chúng ta có thể chiến thắng được ở round này. Round này tôi chưa có lên level 10 đâu, nó bị lẻ tiền anh em ạ. Chúng ta tiết kiệm một cách tối đa anh em nhá, tiết kiệm tối đa. Ở đây còn có cả từ từ nhá. Siren nó mua này. Con Siren này được. Trong cái trường hợp mà chúng ta ra một con máy bay thì tôi nghĩ là chúng ta có thể chuyển sang chúng ta chơi Hunter đánh ở level 11. Anh em ạ. Hunter đánh ở level 11 thì nó cũng khá là bình đấy nhá. Ui, gặp thằng Clyde à? Ăn nổi không? Clyde Bloodline với cái lượng đồ như này liệu rằng có thể ăn được Clyde chơi ở level, ở đây là level 8 nhưng mà có kẹp được là Glacier với cả Warlock. Có lẽ là chúng ta thua. Ăn nổi không? Ok. Hình như là vẫn ăn nổi đấy anh em. Hình như là vẫn ăn được đấy. Hình như là vẫn ăn được đấy. Ui không được rồi anh em ơi. Cái bộ đó là cái bộ chuẩn anh em ạ. Cái bộ của nó chuẩn. Bộ của mình là nó đang chấp vá, không ăn được. Rồi không sao. Không sao, không sao, không sao. Rồi chúng ta lên 10 thôi. Chuẩn ra là lên 10. Rồi sau đó là lên 11 luôn. Lúc đấy chúng ta sẽ vừa có lùn. Đấy, chúng ta lại vừa có thêm một con Medusa khống chế. Ơ mà cái thằng God đang mộng bay màu rồi kìa. God đang mộng bay màu rồi, chưa kịp làm gì luôn. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ sang, tôi sẽ có thể là phô diễn cái sức mạnh của cái bộ 6 Warlock kết hợp với 6 Clyde đấm cái bộ God đang mộng. Nhưng mà không có cơ hội đấy nữa rồi. Nó đã bay màu rồi. Ok. Không sao, vẫn còn những cái đối tượng khác để chúng ta có thể thử nghiệm cái sức mạnh của bộ này. Hay quá, nó không cướp được cái con Line Blade Line anh em ạ. Trộm chó mà không cướp được. Nó lại cướp được những cái con 3 đô thôi. Thế thì chắc chắn là chúng ta chiến thắng rồi anh em. Hay quá. Ui rồi đẩy nhiều luôn này. Đi luôn không? Ui còn 4 máu, hên đấy. Ok. Vậy chỉ còn một round chiến thắng nữa thôi là chúng ta chắc chắn là chúng ta lên được level 12. Nếu mà giả sử như chúng ta thua hết thì đến round quái là chúng ta lên được anh em ạ. Ba cuốn sách. Thế là chúng ta chắc chắn là lên được 12 rồi. Và đã lên được 12 thì nó sẽ là cái bộ tối thượng đấy anh em. Đấy, bộ tối thượng 6 Warlock kết hợp với 6 Clyde. Cực kỳ mạnh mẽ luôn. Soi gì bạn ơi? Soi gì bạn ơi? 6 Goblin à? Không sợ, không sợ. Ui trên này có hai thằng chơi 6 Goblin luôn này. Có hai thằng chơi Goblin. Có một cái thằng ở phía dưới luôn cháy thật sự. Không phải thằng này. Cái thằng phía dưới nó roll ra con mèo 3 sao luôn. Nhưng mà chưa đủ bộ Goblin. Đánh nổi không? Ui ăn luôn này. Khỏe ấy chứ, có like kẹp lùn. Ngon. Ơ thế là chúng ta lên được 12 rồi. Lên được 12 rồi. Ôi giời ơi. Thế thì ngon rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời. Đấy chúng ta mua dần những con Warlock vào nhá. Lên được level 12. Ok. Bỏ những cái con mết ra thôi. Human ra bỏ đó. Những cái con như con Medu này tí nữa chắc là cũng bỏ. Chúng ta sẽ kiếm 6 Warlock vào. 6 Warlock, 6 Clyde là không còn slot nhét những cái bộ khác đâu anh em ạ. Ở cái bộ này nó có một cái hay là chúng ta tận dụng được Kira, cái găng tay Kira. Rất là khỏe. Vừa có đam lại vừa máu trâu. Ui thằng này khỏe thật đấy. Căng thật. Ây da. Ui thằng này nó lên được con mèo 3 sao. Nó nhảy khỏe thật sự. À đây rồi. 4 Warlock. 4 Warlock đã.
Chúng ta có 4 Warlock. Tí nữa đồ chắc là dồn cho rồng thôi anh em nhá. Light Blade Light 3 sao lại dồn cho Light Blade Light. Còn rồng 2 tôi sẽ dồn cho rồng. Thôi bán cái con Medu đi. Con Medu này nó sẽ không có slot cho cái bộ này. Chắc chắn là chúng ta vô địch ở đây anh em ạ. Bộ này là tối thượng rồi. Vấn đề là thời gian thôi. Bao giờ lên được 6 Warlock, 6 Clive thôi. Kể cả những cái thằng như là thằng Clive, Glacier mà vừa nãy chúng ta thua á, nó cũng chỉ lên được 10 thì nó không bao giờ nó có thể ăn được cái bộ này của tôi. Đây rồi. Búa xét à? Búa xét hay cướp điên? Búa xét hay cướp điên? Cướp điên thì ngon hơn. Cướp điên có khả năng crit cũng như là tốc đánh, nó cũng bổ sung tốc đánh. Rồi. Rồi nào. Kiếm 6 block anh em nhé. Ừ đây rồi, rồng 2 đây rồi. Rồi dồn đồ cho rồng thôi anh em ạ. Quá tuyệt vời. Cái bộ 6 Warlock kết hợp với 6 Clive nó còn có những cái hiệu ứng, ví dụ như là 2 Glacier nữa. Đó, với cả Kira, nên là cái bộ này nó rất là tối thượng luôn đấy. Nó vừa có 2 Glacier, nó vừa có 6 Warlock, 6 Clive, tức là vừa có khả năng hồi máu mạnh và vừa có khả năng giáp trâu kháng phép, lại vừa có khả năng tăng tốc đánh, vừa có khả năng là tăng đam nhờ Kira. Ở đây Kira tắc cái tích tầng của Kira nó là full tầng luôn đấy, full tầng Kira luôn. Nên là chúng ta mạnh hơn đối thủ nhiều. Đối thủ này cũng như thế thôi, cũng là cái bộ Clive nhưng mà nó sẽ yếu hơn. Thằng này có khi là vớ vẩn đẩy ra ngoài đi luôn không? 18 máu. Anh em thấy không? Khỏe không? Khỏe quá luôn ấy, tối thượng à. Ui rồi ui, vẫn còn một máu, đối thủ hên đấy. Đấy là cái round vừa rồi vẫn chưa tối thượng lắm đâu nhá. Vẫn còn chưa có đủ 6 block. Đồ chắc lấy cái hết rồi. Ok. Mà tôi nghĩ là để cái hết cho con rồng ngon hơn. Để con rồng ấy. Con rồng hóa nhanh, cho hóa nhanh nó đấm nó khỏe. Battleman không không cần đồ tăng mana tinh thể ở giai đoạn đầu game đâu. Nó có khả năng trừ máu của nó. Trong cái bộ Warlock, những cái con Warlock nó có khả năng tăng mana nhanh rồi. Không cần. Khỏe thật sự anh em ạ. Ui cái thằng Exit này. Thằng Exit vô tư luôn. Anh em nhìn cái con rồng của tôi nó chia đôi máu mà nhìn nó khạc mấy cái nó đầy máu luôn. 26 máu. Xong rồi nhỉ? Thôi. Form về cái đội hình chuẩn của nó thôi anh em ạ. Warlock à. Xin thêm một con Warlock nữa thôi. Thiếu một con thôi. Grim, Grim lấy nhá, con này lấy, con này lấy. Và lấy tí nữa lấy cái combo, bán cái con heo Clive đi. Chúng ta vẫn còn thiếu một con Warlock nữa nhỉ. Nhưng mà round này chắc là tôi nghỉ một round đã, tạm thời. Round sau luôn tiếp anh em nhá. Round này nghỉ một round đây. Thằng này chắc là đi rồi anh em ạ. Thằng này chắc đi rồi. Sống làm sao được. Khỏe lắm anh em ơi. Ơi nhưng mà đây nó là bóng anh em ạ. Tức là thằng này có khả năng nó sẽ sống nào nữa đấy. Nó gặp cái thằng Exit thì khả năng nó vẫn sẽ ăn được. Gặp tôi chắc chắn là bay màu. Ok. Vậy là round 34 round cuối cùng à. Thậm chí là còn không đến round 35 luôn. Round 6 buộc là phải form là cái đội hình tối thượng anh em ạ. Rồi. Rồi nha anh em nhá. Form về cái đội hình tối thượng này. Thiếu một Warlock nữa đây. Đây rồi. Hay quá. Đùa nha anh em nhá. Bán này. Grim à.
Ok, lên 2 sao đi nào, lên 2 sao đi, đúng rồi. Ok, thôi rồi. Tôi sẽ bán bớt một vài con đi để tôi farm. 6 Warlock kết hợp với 6 Clive. Được chưa? Ok chưa? Tối thượng rồi nhưng mà đối thủ chết hết rồi anh em ạ. Hơi cay nhỉ. Không được chứng kiến cái sức mạnh của cái bộ này lâu dài. Chúng ta chỉ được xem đúng một round. Nhưng mà nó thực sự nó rất là mạnh anh em ạ. Thằng này có khi full bản luôn đấy. Khỏe quá đi mất thôi. Mà còn chưa có đang găng tay Kira đâu nhá. Ui anh em nhìn kìa, con rồng tôi sắp chết kìa. Nhưng mà nó không chết được. Nó lại tỉnh dậy nó đánh. Căng chưa. Ui rồi ôi. Quá kinh khủng anh em ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật anh em Vũ Trọng Tín nhé. Trận này thì nói chung là cũng chưa thỏa mãn lắm đâu. Đấy. Chúng ta lên được cái đội hình tối thượng nhưng mà đối thủ chết hết rồi. Còn đúng một round để có thể là chiêm ngưỡng được cái sức mạnh của nó. Và chúng ta cũng chưa mắc binh lắm. Sau ra 35 khả năng là sẽ ra được cái găng tay Kira, nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, siêu phẩm nhà tiên tri Tuấn Cơm, cực kỳ hay luôn. Khi mà tôi nhận biết được đối thủ chơi cái gì ngay từ đầu và chúng ta counter cực kỳ mạnh mẽ. Anh em cũng có thể chọn clip bên phải, siêu phẩm sinh tồn cận kề cái chết anh em nhá, kết hợp mèo với Insectoid cực kỳ hay. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.